Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Nhịp Sống Nước Nga DT, chúc các bạn một ngày vui vẻ. Các bạn thân mến, một trong những công viên tuyệt đẹp ở Moscow để dạo chơi nghỉ mát, đồng thời chiêm ngưỡng và chụp ảnh mùa thu lá vàng đó là công viên Sazhitsyno. Công viên Sazhitsyno nằm trong khu bảo tàng Sazhitsyno ở phía nam thủ đô Moscow. Nó được xây dựng vào năm 1776 dưới thời nữ hoàng Ekaterina đệ nhị. Hàng ngàn khách du lịch đến đây mỗi năm từ khắp nơi trên nước Nga và du khách từ nước ngoài. Lối vào trung tâm của công viên Sazhitsyno nằm cạnh ga tàu điện ngầm Sazhitsyno, rất thuận tiện cho du khách tới thăm công viên. Công viên mở cửa vào tất cả các ngày trong tuần và vé vào cửa hoàn toàn miễn phí. Bước qua cánh cổng, bạn như đang lạc vào một câu chuyện cổ tích. Lối vào công viên tách chúng ta khỏi thực tế và ra khỏi đô thị nhộn nhịp đưa chúng ta đến thế kỷ 18. Khi chúng ta đến cung điện Sazhitsyno và quần thể công viên, trước mắt chúng ta hiện ra một công trình tuyệt đẹp với hồ Sazhitsyn ở giữa và một hòn đảo nhỏ hình móng ngựa, trên đó có một đài phun nước theo nhạc và ánh sáng rực rỡ. Có hai cây cầu dẫn đến đài phun nước và những chiếc ghế dài được lắp đặt xung quanh đài phun nước để bạn có thể thoải mái thưởng thức vẻ đẹp của những tia nước được chiếu sáng đủ màu sắc vào buổi tối. Ekaterina đại đế, tức là Ekaterina II, không phải Ekaterina một vợ vua Piotr, là một nữ hoàng tài ba và quyết đoán đến mức lạnh lùng. Bà là nữ hoàng tại vị lâu nhất trong lịch sử nước Nga và là người có đóng góp to lớn trong việc đưa đế quốc Nga thực sự trở thành một cường quốc châu Âu vào thế kỷ 18. Bà cũng tích cực hỗ trợ cho ý tưởng thời kỳ khai sáng, Age of Enlightenment của triết học phương Tây, tạo nên giai đoạn chủ nghĩa khai sáng ở Nga. Quần thể công viên bao gồm các cung điện và công viên, các hồ, ao Sazhitsyno và công viên cảnh quan. Đây là khu vực được bảo vệ đặc biệt và là khu bảo tồn bảo tàng Sazhitsyno lớn nhất ở Moscow. Diện tích cả khu vực gồm 550 ha, riêng khu dinh thự rộng gần 100 ha, là biểu tượng của trường phái Gothic Nga và là kết quả sáng tạo trong vòng 20 năm lao động của các kiến trúc sư nổi tiếng một thời đó là Vasily Bazenov và Matvey Kazakov. Chuyện kể rằng, vào mùa xuân năm 1775, nữ hoàng Ekaterina đệ nhị trong một chuyến dã ngoại, từ công viên Kalomen đến lãnh địa này, bà đã thật sự bị lôi cuốn bởi thiên nhiên tươi đẹp và nên thơ của vùng này. Nữ hoàng quyết định mua lại khu đất từ công tước Sergei Kanchemi để xây dựng khu nghỉ dưỡng dành riêng cho mình và dòng tộc, thay thế điển trang Kalomen Koe, nơi đã bị hoàng hậu chán nản. Quần thể cung điện đã được xây dựng trong nhiều năm. Bà đã giao việc thực hiện ý thích quy mô lớn và rất tốn kém của mình cho kiến trúc sư Vasily Bazenov. Nhận được lệnh, Bazenov ngay lập tức tiến hành thiết kế và xây dựng. Ông đã đưa ra một dự án độc đáo, hoành tráng về khu dinh thự nghỉ dưỡng dành riêng cho nữ hoàng. Dự án của ông được đánh giá cao ở chỗ cung điện trung tâm của quần thể được chia thành 3 tòa nhà riêng lẻ, hòa chung với khung cảnh thiên nhiên xung quanh, đưa tổng thể phong cảnh trở thành một phần trong cấu trúc kiến trúc chung. Sau một thời gian ngắn, một dự án hoành tráng của một điền trang với 5 cung điện, nhiều nhà khách, gian hàng, nhà phụ, vọng lâu, vân vân nằm trên bàn của hoàng hậu. Thật không may, kiến trúc sư chỉ thực hiện được một phần kế hoạch của mình và thậm chí nhiều công trình sau đó đã bị phá hủy hoặc tháo dỡ có chủ đích. Sazhitsyno gần như được xây dựng hoàn toàn bằng gạch đỏ và đá. Ông đã chú ý chọn một sự tương phản như vậy không phải ngẫu nhiên, sự lựa chọn vật liệu như vậy có thể nhấn mạnh tính chính xác của các hình thức, tính toán hình học cẩn thận, tính chặt chẽ và đồng thời tạo nên sự sang trọng. Thêm vào đó, ông kết hợp phong cách Baroque của Nga trong thiết kế của mình, được nhiều quốc vương và những người thân cận yêu thích. Tuy nhiên, Gothic Nga chiếm ưu thế trong các tòa nhà, đây là mong muốn cá nhân của Catherine, người thích sự kết hợp giữa các yếu tố Gothic và Mozart trong phong cách này. Bất chấp sự lạc quan và nhiệt tình của kiến trúc sư, việc xây dựng dinh thự Sazhitsyno đã mất hơn 20 năm. Do nguồn vốn bị gián đoạn, Bazenov thường xuyên phải tự xây dựng bằng chi phí của mình. Đó là lý do tại sao ông thậm chí đã bán nhà và lâm vào cảnh nợ nần. Tháng 6 năm 1786, nữ hoàng Catherine trong một chuyến thăm Moscow đã ghé qua khu dinh thự còn đang xây dựng dang dở này. Tức giận trước tiến độ thi công ì ạch và bà không thích trần nhà thấp, cầu thang quá hẹp và diện tích phòng ốc quá nhỏ, mà bà gọi là nhỏ hẹp và chật chội. Nữ hoàng lập tức đình chỉ chức danh kiến trúc sư trưởng của Bazenov và bổ nhiệm Kazakov học trò xuất sắc của ông tiếp tục xây dựng công trình. 10 năm sau đó, kiến trúc sư Kazakov đã miệt mài xây dựng nên khu cung điện đồ sộ. Tuy nhiên, bản thân Catherine cũng không có thời gian để xem kết quả cuối cùng, bà chưa từng sống ở đó và có lẽ bà cũng không có duyên với vùng đất này.
bà đã băng hà vào năm 1796 trước khi công trình được hoàn thành. Trong thế kỷ thứ 18, Sarzissino từng được coi là công viên lớn nhất châu Âu. Bên trong công viên là tổ hợp các cung điện với lối kiến trúc độc nhất vô nhị và đặc trưng vào thời gian đó. Đối với các nhà thực vật học, công viên Sarzissino là một thiên đường bởi có rất nhiều loài thực vật có hoa, bao gồm cả những loài quý hiếm đối với Nga, thậm chí có những loài được liệt kê trong sách đỏ. Trong công viên, bạn cũng có thể nhìn thấy nhiều loại cây khác nhau đặc trưng cho từng vùng của Nga. Ngoài các loài thực vật thú vị ở Sarzissino, bạn cũng có thể nhìn thấy các loài động vật cỡ trung bình. Có tới 29 loài động vật có vú sống ở đây, một số loài còn được đưa vào sách đỏ. Nhiều loài chim cũng có thể được quan sát như vịt trời, mòng biển, chim muông, chim vàng Anh, chim mãnh ương và nhiều loài khác. Vào những năm 1960, những nỗ lực đầu tiên đã được thực hiện để mang lại cho quần thể Sarzissino trở thành một bảo tàng. Các tòa nhà Bazenov ở Sarzissin được bảo vệ như những di tích kiến trúc. Vào giữa những năm 1980, quá trình trùng tu khoa học các tòa nhà của quần thể Sarzissino bắt đầu. Năm 1984, trên khuôn viên của công viên Sarzissino, Bảo tàng quốc gia các ngành nghề thủ công mỹ nghệ của các dân tộc ở Liên Xô được thành lập. Trong những năm 80, các công trình của quần thể Sarzissino được phục chế với quy mô lớn. Năm 1993, quần thể này trở thành khu bảo tồn bảo tàng và được đưa vào danh sách di tích lịch sử và văn hóa cấp liên bang. Cuộc triển lãm đầu tiên được thực hiện trong tòa nhà kỵ sĩ số 2 vào năm 1994. Đồng thời, cây cầu lớn qua hồ nước cũng được khôi phục. Năm 1996, khánh thành cung điện nhỏ và nhà hát opera, cung điện chung, chúng được dùng làm phòng hòa nhạc và hội trường triển lãm chính. Năm 1998, Thượng phụ Alexei II đã làm phép thánh cho nhà thờ Đức Mẹ Thiên Chúa Nguồn Sống. Năm 2005, khu phức hợp Sarzissino trở thành sở hữu của thành phố. Công việc phục chế được bắt đầu do một nhóm kiến trúc sư cảnh quan thực hiện dưới sự chỉ đạo của Mozina. Họ đã phục chế các cung điện và các ngôi nhà nghỉ, ao nước và các đập nước và bến thuyền được xây dựng lại và hồ Azan Gerezi được tái tạo. Các bức tượng được đặt trong vườn. Một đài phun nước ánh sáng động, lớn nhất ở Moscow, đã được mở trên ao Svetny Sarzissin. Năm 2006 đến 2007, cung điện Gerezen Sarzissin, nhà bánh mì, tháp Zuina, các gian hàng trong công viên, Milo Vida và Nezatan Kino và những cây cầu kỳ cục đã được khôi phục. Vườn mỹ thuật đã xuất hiện trở lại trong công viên cảnh quan. Ngày 2 tháng 9 năm 2007, trong ngày lễ của thành phố, cung điện Sarzissino lớn được khánh thành sau phục chế và trở thành một tổ hợp bảo tàng và triển lãm hiện đại. Hiện nay, công việc phục chế đang được tiếp tục nhằm cải tạo các khu vực công viên, ngoại ô Azekhover và Pazutsinki. Cảnh quan tuyệt vời và bầu không khí lãng mạn ấm cúng đã khiến quần thể công viên và cung điện Sarzissino của thế kỷ 19 trở thành địa điểm nổi tiếng cho các chuyến tham quan dã ngoại. Hiện nay, công viên này đã được hàng nghìn khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới ghé thăm. Các bạn thân mến, chúng tôi xin khép lại video tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin hãy ấn like, ấn chuông, ấn đăng ký để xem được các video mới nhất. Xin trân trọng cảm ơn.